Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tối muộn ngày 2 tháng 12 năm 2022, anh Cường về nhà tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đến cổng, anh Cường thấy bên trong tối đen như mực, không khí vắng vẻ lạ thường. Hồi chiều, bố anh Cường là ông Phan Văn Dũng, sinh năm 1964, còn nói tối nay chẳng đi đâu, chỉ ở nhà xem bóng đá. Ấy thế mà muộn lắm rồi, ông Dũng lại không bật điện, để căn nhà đèn như hũ nút. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh Cường vội hướng ánh mắt vào trong nhà. Khi ánh đèn xe máy của anh Cường soi xuống nền đất, ở đó có nhiều vết như huyết, rải rác ngay từ cổng. Vào tới sân, anh Cường phát hiện hai người nằm bất động. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn xe máy, anh Cường kịp nhận ra một người là bố mình. Sợ hãi, anh Cường chạy vào nhà thì biết có ai đó đã tắt điện, khiến mọi thứ trở nên tối đen như vậy. Khi ánh điện được nối lại, anh Cường bàng hoàng thấy rõ bố và người anh họ Phan Văn Hưng, sinh năm 1984, đều đã tử vong nằm trên nền sân. Vụ việc lập tức gây bàng hoàng cả làng quê Yên Khánh. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Hai nạn nhân được xác định là ông Phan Văn Dũng, sinh năm 1964, chủ nhà, và anh Phan Văn Hưng, sinh năm 1984, là cháu họ. Cả hai người này đều bị rất nhiều vết thương trên cơ thể, dẫn đến thiệt mạng. Cơ quan điều tra nhận định, những thương tích ấy được gây ra bởi vật sắc nhọn. Nghi phạm gây án rất quyết liệt với ý đồ tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu những dấu vết để lại khá mờ nhạt, gây khó khăn trong công tác điều tra. Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an nhận thấy toàn bộ đồ đạc, tài sản của gia đình và cá nhân ông Dũng, anh Hưng đều còn nguyên. Bên trong nhà không có dấu hiệu cậy phá, lục lọi. Sau khi lấy lời khai tìm hiểu qua quần chúng nhân dân, công an xác định hai người này rất hòa thuận, chưa từng có lời qua tiếng lại. Khả năng ông Dũng và anh Hưng tự gây án cho nhau chắc chắn không xảy ra. Theo người dân xung quanh thì cả ông Dũng và anh Hưng đều hiền lành, không nợ nần tiền bạc hay có mâu thuẫn gì với ai. Vậy tại sao cả hai người này lại bị sát hại một cách quyết liệt đến vậy? Vào thời điểm mọi thứ tưởng như còn rất mơ hồ, bí ẩn, thì các trinh sát công an tỉnh Hà Tĩnh thu thập được một thông tin vô cùng giá trị. Theo một nhân chứng cho biết, thời gian gần đây ông Dũng bị một thanh niên gây hấn, thậm chí nhắn tin dọa sát hại. Một cuộc truy tìm danh tính đối tượng nghi vấn này được tiến hành gấp gáp. Theo đó, một người tên là Trần Thế Bảo, sinh năm 1988, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhắn tin đe dọa sát hại ông Dũng. Theo cung cấp thông tin của nhân chứng, thì Trần Thế Bảo có thời gian tán tỉnh yêu đương con gái ông Dũng. Khi biết chuyện, ông Dũng phản ứng và không đồng ý. Gần đây, con gái ông Dũng đi lấy chồng. Cũng từ đó, Bảo nhắn tin đe dọa đòi sát hại ông Dũng. Bảo trở thành nghi can số 1 của vụ án. Một tổ công tác đã tìm đến nhà Bảo ở xã Xuân Viên. Tuy nhiên đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú. Các trinh sát đã thu được hình ảnh camera an ninh thời điểm rời nhà. Bảo mặc áo đen, quần đen, đeo ba lô và đi xe máy hiệu Honda Way. Một thông tin nữa vô cùng quan trọng được chuyển đến cơ quan điều tra. Trên dữ liệu camera tại Bệnh viện Hồng Hà nằm tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận vào khoảng 21 giờ 30 ngày 2 tháng 12 năm 2022, Bảo có đến đây để chăm sóc băng bó vết thương ở tay. Lần theo hướng di chuyển của Bảo, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác minh tất cả những địa điểm đối tượng có thể ẩn nấp. Đến khoảng 10 giờ sáng, ngày 3 tháng 12 năm 2022, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ thành công đối tượng Bảo khi hắn đang tá túc tại nhà một người bạn ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách nơi gây án khoảng 30 km. Tại cơ quan công an, Bảo cúi đầu khai nhận tội ác của mình đã gây ra cho ông Dũng và anh Hưng vào tối ngày 2 tháng 12. Bảo khai nhận trước đây chưa từng mâu thuẫn gì với ông Dũng.
Bảo và chị Phan Thị A, sinh năm 1994, là con gái ông Dũng, có quan hệ tình cảm với nhau, song đã chia tay. Trước đó, khi ông Dũng biết anh Bảo đang tán tỉnh yêu đương của con gái mình, thì đã phản ứng. Theo Bảo, ông Dũng cho rằng anh ta không xứng đáng, nên cấm cản việc hai người đến với nhau. Được một thời gian thì con gái ông Dũng lấy chồng. Bực tức, ghen tuông, Bảo đổ lỗi chuyện tình tan vỡ này cho ông Dũng. Từ đó, trong Bảo hình thành ý định sát hại ông Dũng để trả thù. Do từng nhiều lần đến chơi nhà ông Dũng nên gã nắm được lịch sinh hoạt của gia đình này. Bảo biết buổi tối ông Dũng thường ở nhà một mình. Tối ngày 2 tháng 12 năm 2022, Bảo mang theo một vật sắc nhọn, đeo ba lô và mặc áo mưa để ngụy trang, che giấu nhận dạng. Gã đi xe máy đến nhà ông Dũng. Khi tới nơi, Bảo bị một đàn chó phát hiện, sủa rất to. Sợ bị lộ, Bảo quay xe lại và chờ đợi thời cơ. Khoảng 30 phút sau thấy êm nên đối tượng lần nữa tìm đến ông Dũng. Bảo phát hiện ông Dũng đang đứng ở sân nên phi xe máy vào. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông Dũng đã bị Bảo dùng vật sắc nhọn tấn công tới tấp nhiều nhát, gục tại chỗ. Lúc này thấy có tiếng động, anh Phan Văn Hưng chạy ra thì Bảo lao đến tiếp tục dùng vật sắc nhọn tấn công anh này thiệt mạng. Gây án xong, Bảo lên xe máy rời khỏi hiện trường, gã đi thẳng ra thành phố Vinh, Nghệ An. Song sợ bị phát hiện nên quay lại Hà Tĩnh. Do khi gây án, Bảo có giằng co với nạn nhân nên bị thương ở tay. Anh ta tìm đến bệnh viện tư nhân ở thị xã Hồng Lĩnh để băng bó vết thương. Sau một hồi suy nghĩ, Bảo chạy xe về Thạch Hà, đến nhà một người bạn xin tá túc. Bảo nói mình bị ngã xe chứ không hé răng nửa lời về việc gây án sát hại người. Trong thời gian này, tâm lý lo sợ khiến Bảo gọi điện cho người thân kể hết sự tình. Người này nghe xong đã khuyên đối tượng đầu thú. Tuy nhiên, Bảo chưa kịp nghe lời khuyên từ gia đình thì đã bị lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ. Chỉ vì những suy nghĩ đầy ích kỷ của bản thân, Bảo đã đang tâm cướp đi mạng sống của hai người vô tội. Rồi đây chắc chắn anh ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi tội ác của mình trước pháp luật. Với hành vi tàn độc tước đoạt mạng sống hai người thân của người yêu cũ, Trần Thế Bảo, sinh năm 1989, trú xã Xuân Viên, Nghi Xuân, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.